Không làm được. Ngươi đừng hòng gặp lại Bôn Nguyệt. Chỉ đơn giản vậy thôi. Đây là kiếm của Bôn Nguyệt. Mộc Lan Thần Quân, thật ra phải làm gì mới thả chúng tôi ra? Về điều này ta phải suy nghĩ lại. Tạm thời, ta nói là tạm thời, ta chỉ muốn thủ cấp của Tử Y Hầu và Bạch Thủy Thánh Mẫu. Sau khi hoàn thành, vẫn còn những nhiệm vụ quan trọng hơn đang chờ ngươi. Thế nào? Vẫn rồi hả? Ngươi có biết vì sao ta thích uống trà mà còn thích nghiên cứu trà đạo không? Ta nghe nói uống trà có thể rèn luyện tính cách của con người, làm dịu bớt những căng thẳng, giúp cho tâm hồn được thanh thản. Nhưng mà ta cảm thấy sự kiên nhẫn và tâm trạng của ta vẫn còn rất tệ. Mỗi một việc mà ta dặn dò, hy vọng người có thể giải quyết nhanh chóng. Hãy về đi. Trong 3 tháng, nếu như ngươi không giao được thủ cấp của Tử Y Hầu và Bạch Thủy Thánh Mẫu, thì ngươi hãy đến nhận xác của Bôn Nguyệt đi. Bảo Ngọc, giao đi. Bảo Ngọc, bây giờ con có rảnh không? Ta muốn trò chuyện với con. Dạ. Thánh Mẫu tìm Bảo Ngọc có chuyện gì vậy? Con ốm đi rất nhiều, phải chú ý sức khỏe. Ta thấy con vợ này buồn bã không vui, chuyện gì cũng không tập trung. Có chuyện gì không? Không có gì cả, chỉ vì từng trải nhiều nên phiền não cũng nhiều hơn. Thánh Mẫu đến tìm con là muốn nói giúp cho Tử Y Hầu. Thực ra cũng không cần, con đã tha thứ cho ông ta rồi. Vậy tại sao con vẫn đối xử với ông ta lạnh lùng như vậy? Vậy Thánh Mẫu muốn con phải làm sao? Muốn chính miệng con nói với ông ta là con không chấp nhất về chuyện ông ấy đã giấu con, hay là muốn con thừa nhận con đã tha lỗi cho ông ấy? Con cảm thấy không cần phải vậy đâu, trái lại nói ra sẽ thấy ngượng. Có nghĩa là con đã tha thứ cho ông ấy, nhưng con không thể chấp nhận người đã từng lừa dối con, có đúng không? Con cũng không biết, mong có một ngày con sẽ chấp nhận. Bảo Ngọc, tuổi con vẫn còn trẻ, chờ đến khi con lớn như ta đây, sau khi đã làm sai rất nhiều việc thì con sẽ hiểu. Chờ đợi sự tha thứ của một người là đau khổ biết mấy. Mong chờ sự thông cảm của một người khác có thể khiến cho người ta trở nên mệt mỏi. Những đạo lý mà Thánh Mẫu vừa mới nói con rất hiểu. Con cũng đã từng làm sai và cũng chờ đợi sự tha thứ của một người. Ý con muốn nói là Bôn Nguyệt chứ gì? Thật ra người mà con luôn yêu thương vẫn là Bôn Nguyệt, ta nói không sai chứ? Lòng con đối với cổ vẫn luôn không thay đổi. Chỉ có điều về chuyện của Châu Nhi, cổ luôn canh cánh trong lòng. Bảo Ngọc, tâm tư của con gái con không hiểu được đâu. Tình cảm mà cổ đối với con chẳng lẽ con không nhận ra? Cổ làm như vậy thực ra là muốn xem thử con có thật lòng với cổ hay không. Ta tin chắc rằng miễn là con đừng bỏ cuộc, cô ta nhất định sẽ chấp nhận con. Có lẽ không còn dịp để bày tỏ với cổ rồi. Không có dịp à? Tại sao chứ? Phải rồi, tại sao Bôn Nguyệt không đi cùng với con? Trên đường tụi con đến đây đã cãi nhau một trận, vì con nhất thời tức giận nên bỏ đi trước, rồi hẹn gặp nhau tại đây. Chắc cô ấy cũng sẽ đến nhanh thôi. Bảo Ngọc nói sao? Bảo Ngọc nói vài hôm nữa Bôn Nguyệt sẽ tới. Không thể nào. Hai tụi nó mỗi khi cãi nhau, Bảo Ngọc đều nhường nhịn nó. Lần nào cũng là do Bôn Nguyệt nổi cáo không lý do gì mà bỏ đi như vậy. Phải á. Sao muội không nghĩ ra điều này chứ? Không thể. Giới tính của Bảo Ngọc nó chắc chắn không thể bỏ rơi Bôn Nguyệt như vậy đâu. Người làm mẹ như muội nhưng mà con hiểu con mình một chút nào cả. Không được, muội phải đi hỏi nó. Không cần đâu, giờ đã khuya rồi. Giờ sáng mai muội sẽ hỏi nó. Vậy? Ừ. Trời ơi. Để con hút cho. Bảo Ngọc à, nghe Lão Kiều nói hôm qua con tìm ông ta để mượn chìa khóa phòng sách thì phải. Tại con không ngủ được, do đó đọc sách. Đọc sách để tìm Kim Ốc và Nhan Như Ngọc phải không? Nhan Như Ngọc thì con không thấy, nhưng chuột và gián thì con thấy rất là nhiều đó. Bảo Ngọc, Bảo Ngọc. Hồ Gia, chúng tôi đang chờ huynh và Thánh Mẫu cùng đến ăn lót dạ đó. Bôn Nguyệt ở đâu? Ta hỏi con Bôn Nguyệt ở đâu? Con nói là nó theo con đến đây. Sao đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của nó? Cô đang lừa ta phải không? Thánh Mẫu. Xảy ra chuyện gì vậy? Thánh Mẫu à, không ổn rồi. Ta thấy Tử Y Hầu đang rất tức giận đến tìm Bảo Ngọc, quăng xuống một thanh kiếm gãy, lại còn hỏi về chuyện Bôn Nguyệt. Thánh Mẫu hãy mau ra xem, hai người sắp đánh nhau rồi. Đây là bảo kiếm mà ta tặng cho Bôn Nguyệt. Nó luôn mang theo bên người, không bao giờ bỏ rơi. Nếu như không có xảy ra chuyện gì lớn lao, nó tuyệt đối không bao giờ làm gãy bảo kiếm này. Ngươi cho ta biết thật ra Bôn Nguyệt đang ở đâu. Thật ra Bôn Nguyệt đang ở đâu? Tại sao mỗi khi nóng nảy ông đều rút kiếm? Năm sau cũng giết cha con như vậy sao? Tao hỏi con Bôn Nguyệt đang ở đâu? Đừng có ép con. Hai người làm gì vậy? Bộ muốn để xảy ra án mạng sao? Bảo Ngọc nói cho tôi biết thực ra Bôn Nguyệt đã gặp chuyện gì rồi. Bôn Nguyệt bị Cẩm Y Vệ bắt rồi. Họ dùng Bôn Nguyệt để uy hiếp con. Phải lấy thủ cấp của Hầu Gia và Thánh Mẫu đòi lấy sinh mạng Bôn Nguyệt. Sự việc là như vậy đó. Lỗi cũng tại con, chỉ vì bất cẩn lúc ở am đường nên Bôn Nguyệt mới bị họ bắt đi. Không phải lỗi của con, là do ta đã trách lầm, ta nên xin lỗi con mới phải. Không, là lỗi tại con. Ta sẽ tìm cách khác cứu nó, con đừng lo. Đúng vậy đó. Có chuyện gì mọi người hãy cùng thương lượng với nhau, như vậy sẽ tốt cho chúng ta. Này, đây, uống đi. Rượu này là thứ rất hay đó nha, nó có thể biến chiến tranh thành hòa bình. Đây, tất cả chúng ta cùng cản đi hả? Các người không uống à? Vậy ta uống một mình. Thật ra thì ta cũng có một chuyện cảm thấy không yên. Bây giờ ở trên giang hồ có một số nhân sĩ võ lâm mới có chút tiên tâm, ai nấy đều đổ xô vào trong rừng sâu ở vùng Xuyên Nam. Ta đang hoài nghi tên Mộc Lan Thần Quân này, không biết là hắn có liên quan tới việc này hay không nữa. Hoàn toàn có khả năng này. Vậy thì rắc rối to rồi. Là bởi vì Kiếm Cát ở tại nơi đó, ta đang lo sớm muộn gì họ cũng sẽ phát hiện được nơi này. Điều này không cần phải lo. Cho dù Mộc Lan Thần Quân là Cẩm Y Vệ thật, mục đích của hắn chính là muốn lấy mạng của ta và Diệp Trúc để tiện diệt trước khi tấn công vào cổ thành La Á, giảm bớt được hai đối thủ mạnh. Tôi đồng ý cái nhận xét của Hồ Gia. Hắn chắc chắn sẽ đến, chỉ cần chúng ta âm thầm theo dõi, nhất định chúng ta sẽ tìm được manh mối. Ta tin chắc trước khi hắn chưa tìm được chúng ta, bọn chúng sẽ không làm tổn hại đến Bôn Nguyệt đâu. Bảo Ngọc, theo con có đúng không? Dạ phải. Cho nên giờ điều quan trọng nhất là phải cứu được Bôn Nguyệt, sau đó mới cùng bảo vệ Kiếm Cát. Cho dù Mộc Lan Thần Quân là Cẩm Y Vệ thật thì cũng không có gì phải đáng sợ. Thật ra thì mọi người không cần phải quá lo lắng. Mấy ngày nay thuộc hạ của ta cũng rất cẩn thận, vì sợ người khác lẻn vào Tủ Trì Nhục Lâm, cho nên bọn chúng đều rất cảnh giác. Kim Đại Hiệp vì còn say hay có tâm sự gì? Uống trà đi. Ta có thể có tâm sự gì chứ? Ta cảm thấy người có tâm sự là Bảo Ngọc thì đúng hơn. Bảo Ngọc, huynh biết được gì về nó? Gần đây có không ít lời đồn, đều rất bất lợi đối với Bảo Ngọc. Nghe nói là vụ án Diệp Môn ở Cửu Liên Đường và vụ án ở Trấn Tây Tiêu Cục đều là do Bảo Ngọc gây ra. Ta cho rằng đây là tin đồn giả do quan phủ tung ra. Ta biết con người của Bảo Ngọc mà, nó không thể gây ra những chuyện này đâu. Chúng ta nên tin nó mới phải. Ta không phải là không tin nó, mà ta chỉ cảm thấy hơi lạ mà thôi. Nhưng ta thì không cảm thấy gì là lạ cả. Theo huynh, một tên trộm đi lấy trộm đầu người ta, sao lại có thể sau khi giết toàn bộ người nhà rồi bỏ lại hung khí ở hiện trường chờ người khác đến truy bắt mình chứ? Theo ta thấy, nhất định Bảo Ngọc sẽ không làm như vậy đâu. Tuy huynh nói vậy cũng đúng, nhưng mà huynh nghĩ xem, nếu huynh là Mộc Lan Thần Quân, huynh để Phương Bảo Ngọc biết được thân phận của mình, thì huynh sẽ làm gì với Phương Bảo Ngọc? Huynh có dễ dàng mà buông tha cho nó không? Ta cho rằng sẽ không đâu. Vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất, đó là Bảo Ngọc đã bị uy hiếp. Cũng giống như lần này, tại sao nó không kể cho chúng ta biết về chuyện Bôn Nguyệt bị bắt? Tại sao cho đến khi huynh ép nó đến đường cùng thì nó mới chịu nói? Đó là vì lý do gì? Y huynh là nó có nỗi khổ không thể nói ra. Bảo Ngọc cũng coi như là nửa đồ đệ của ta, ta lo cho nó, điều này mọi người đều biết. Nhưng mà ta luôn cảm thấy nó còn điều gì đó dường như đang giấu chúng ta. Trong lòng nó dường như đang gánh chịu một áp lực rất lớn. Bảo Ngọc à, chúng ta đã xa nhau một khoảng thời gian. Hai cuộc tỷ võ vào 2 ngày trước. Ta thấy võ công của con đã tiến bộ rất nhiều rồi đó. Thật không? Thật lòng mà nói, sau hai lần tỉ võ với con, ta thật sự đã đánh đến phát quyền luôn. Hay là vậy đi, chúng ta hãy đấu lại lần nữa. Dạ. Chủ nhân! Chủ nhân! Chủ nhân! Chuyện gì vậy? Nói đi. Đồ đạc đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ thì đi được rồi. Chứ vậy? Kim Đại Hiệp định đi xa? Phải rồi. Chuyện là vậy. Gần đây trên giang hồ phát hiện một số nhân sĩ võ lâm không rõ lai lịch. Ta muốn phái Lão Kiều đến các trạm gác để lấy tin, để đề phòng có chuyện gì bất trắc. Người hãy đến tận thành xem tình hình ra sao, hãy mà xuất phát đi. Dạ. Khoan đã, Kim Đại Hiệp, con muốn đi với Lão Kiều. Điều này e rằng không mấy tiện đâu. Con không ý gì khác. Hiện nay đang là lúc cần người. Con đi cùng với Lão Kiều, hai người có thể tiếp ứng cho nhau. Bảo Ngọc à, hiện giờ ở trong giang hồ con cũng đã có chút tiếng tăm rồi. Việc đi lại không còn tiện như trước kia nữa. Kim Đại Hiệp không cần phải lo, con đã tính xong rồi. Chỉ cần tụi con chịu cải trang thì không ai có thể nhận ra tụi con. Thôi được, vậy các người nhất định phải đi sớm về sớm mà. Dạ chào hai vị khách quan. Dạ nào. Dạ xin mời vào trong, vào trong. Hai vị à, xin mời hai vị dùng trà trước. Hai vị khách quan muốn dùng món gì? Theo tôi mì dương xuân. Có ngay. Tên tiểu gì này có vấn đề. Quy tắc thì thắt lưng cắn. Cậu nhìn hôm nay đi. Đừng vội, ăn xong rồi lên đường. Mì Dương Xuân quay vậy đây. Mày hãy gì từ từ dùng. Hai vị chưa trả tiền thì đã đi, như vậy không có được đâu. Không ngờ họ lại nhanh như vậy. Bọn họ đã đến sớm hơn chúng ta một bước. Bây giờ phải làm sao đây? Quán bị tận thành cách Tủ Trì Nhục Lâm chỉ có 60 dặm. Điều ta lo là có thể bọn chúng sẽ đuổi theo đến đây ngay. Thì chúng ta nhanh chóng trở về đi. càng nhanh càng tốt. Phương Bảo Ngọc, người đóng tuồng thật là hay đó. Đối với người nhà làm sao nỡ ra tay được chứ. Ngươi đừng nói xong bậy. Cái gì? Phận ngươi là Cẩm Y Vệ sát hại đồng liêu thì đáng tội gì? Bắt hắn. Ta đã nói rất rõ với ngươi rồi, hợp tác với triều đình là con đường sống duy nhất của ngươi. Ngươi đừng hòng, hà tất phải khổ như vậy. Nhìn Phương Bảo Ngọc kìa, hắn là tấm gương tốt. Bây giờ hắn tận hưởng không hết vinh hoa phú quý, kẻ chống đối với triều đình sẽ không có kết cuộc tốt đâu. Được, rượu mời không uống, uống rượu phạt à? Không vội, ta không ép ngươi. Ngươi có thể suy nghĩ cho kỹ. Hơn nữa, ta còn có thể làm thư giãn gân cốt của ngươi. Kẹp gãy ngón tay của hắn, hãy làm từ từ thôi. Đã khuya rồi, đừng làm ồn đến người khác. Ông còn sao chứ? Đi thôi, mau rời khỏi nơi đây. Đi mau, đi báo cho Kim Tử Dương. Cô lại, tại sao biết Kim Đại Hiệp? Thời gian gấp gáp lắm, nếu không đi thì không kịp đâu. Ông đừng hỏi nhiều nữa, đi mau. Vào đi. Chết rồi, đốc thầu đại nhân, tên tiều phu kia hắn trốn rồi. Vậy à? Là thoát trần quận chúa thả hắn. Là ta để quận chúa thả hắn đó. đi theo tên tiểu phu kia thì không sợ không tìm được Tủ Trì Nhục Lâm. Dạ. Chủ nhân. Lão Kiều, chủ nhân, người đã về rồi. Bọn ta còn định đi cứu người đó. Ngồi đi, ngồi đi. Trời ơi, người bị thương rồi, có nặng không vậy? Vết thương không sao. Chủ nhân, mau rời khỏi đây. Cậu quan của triều đình sắp đuổi đến nơi này rồi. Ông đừng vội, cứ từ từ nói. Sao ngươi còn mặt mũi trở về đây? Hắn là Cẩm Y Vệ của Triệu Bình. Cô, ông nói gì? Hắn làm nội ứng cho Cẩm Y Vệ. Hắn đã tiết lộ nhà ở của chúng ta. Không tin cứ hỏi hắn. Bảo Ngọc à, chuyện này là như thế nào? Cô không phải Cẩm Y Vệ. Cô xin thầy, cô tuyệt đối không phải là Cẩm Y Vệ. Người nói dối. Chính mắt ta thấy ngươi và Mộc Lan Thần Quân cấu kết với nhau. Cô, Bảo Ngọc, có phải con có chuyện gì giấu ta không? Ngươi không trả lời cũng được. Ta nghe nói Cẩm Y Vệ đều có xăm hình con cá bay. Ngươi có dám cởi áo ra để cho mọi người xem không? Mọi người hãy nghe con giải thích. Quá thất vọng rồi. Con có biết không, ta và tên Cẩm Y Vệ đó không đổi trời chung. Xin lỗi, là con bị ép đành phải chịu thôi. Nhưng con bảo đảm, con và Cẩm Y Vệ trước đó không có quan hệ gì cả. Lúc đó chúng con bị Mộc Lan Thực Quân bắt, con vì cứu Bôn Nguyệt nên giả vờ đồng ý với Mộc Lan Thần Quân quy thuận triều đình, nên hắn đã đóng dấu trên người con và để lại dấu tích sỉ nhục đây. Lẽ ra con nên nói sớm với ta. Để xảy ra chuyện như vậy, con làm sao dám mở miệng. Con tự cảm thấy rất xấu hổ khi phải đối mặt với mọi người. Hầu gia, con và Mộc Lan Thượng Quân tuyệt đối không phải là đồng bọn. Nếu không hắn đâu có bắt Bôn Nguyệt lần nữa để uy hiếp con. Thánh Mẫu, đây là kế ly gián của Mộc Lan Thần Quân. Mọi người tuyệt đối không nên tin. Kim Đại Hiệp, ông tin con đi. Con tuyệt đối không phải là nội ứng của Cẩm Y Vệ. Con cũng chưa hề tiết lộ với bọn chúng Tủ Trì Nhục Lâm ở đâu. Ông phải tin con. Ông nhất định phải tin con. Phương Bảo Ngọc à, Con đi đi, tao không giết con đâu. Nhưng mà còn không thể ở lại. Con không sao chứ? Con không sao. Sự việc này không đơn giản như vậy đâu. Chắc chắn Kim Đại Hiệp đã hiểu lầm con. Giờ phút này bắt ông ta tiếp nhận con quả thật rất khó. Tốt nhất là con nên tránh mặt. Con định đi đâu? Con đi tìm cách cứu Bôn Nguyệt. Bảo Ngọc, ta đã trách làm con rồi. Không, là do con không chăm sóc tốt cho Bôn Nguyệt. Nhưng mà giờ con đã kể hết mọi chuyện rồi, cảm thấy lòng nhẹ nhõm rất nhiều. Mau về đi, con đi đây. Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, con hãy bảo trọng. Đừng quá đau buồn nữa. Bảo Ngọc đó, người làm mẹ như muội lại không giúp được gì. Thật ra muội nên mừng cho Bảo Ngọc mới phải. Muội xem đứa trẻ này đã trưởng thành thật rồi. Vào đi. Kim Đại Hiệp, Bảo Ngọc đi thật rồi. Phải. Nghe nói Kim Huynh định ra ngoài phải không? Các người tới thật đúng đúng. Nơi này không nên ở lâu. Cẩm Y Vệ sắp đến nơi này rồi. Với thực lực hiện nay của ta, không thể chống trả nổi bọn chúng. Ta định rời khỏi nơi này trước. Vậy trong lúc này Huynh định đi đâu? Ta phải đến Kiếm Cát. Đây là cơ nghiệp của tổ tiên để lại. Ta phải đồng cam cộng khổ với nó. Đó cũng là sứ mạng của Kim gia chúng tôi. Kim Đại Hiệp, huynh không cần phải lo. Tôi và Hồ Gia, cả hai nguyện cùng đi theo huynh, để giúp huynh một tay. Trời ơi, như vậy thì tốt quá rồi. Đa tạ hai vị. Hiện giờ tôi quả thật là rất cần người giúp đỡ. Kim Đại Hiệp không cần khách sáo. Vậy từ đây đến Kiếm Cát phải đi bao lâu? Thật lòng mà nói thì thật ra tôi cũng không biết con đường đến Kiếm Cát đi như thế nào. Nhưng mà có một cách chúng ta có thể làm thử. Nào, ta đưa các người đi xem một thứ. Đi đi đi. Chính là nơi này rồi. Đi. Hầu gia, Thánh Mẫu, các người mau qua đây xem. Lại đây mà xem. Dạ Thánh Mẫu, đây chính là con đường bí mật duy nhất để ta có thể liên lạc với Kiếm Cát. Nhiều năm về trước, nếu như người trong Kiếm Cát cần gì thì dùng bồ câu để đưa tin. Trong miệng con bồ câu con ngậm một miếng gỗ, ở trên đó có ghi những vật dụng cần thiết. Ở trên chân bồ câu có còn một miếng da bò nhỏ, trên đó có một bản đồ. Mỗi lần ta đều dựa theo bản đồ mà gửi những vật dụng cần thiết đến đó. Ở trên bản đồ đều có đánh dấu nơi để tiếp nhận, thường là những khoảng đất trống ở trong rừng. Sau khi ta đến đó, ta sẽ để lại những đồ dùng ở đây rồi rời khỏi nơi này. Người trong Kiếm Cát tự nhiên sẽ biết tới lấy thôi. Ta hiểu ý của huynh rồi. Huynh muốn nói nếu như chúng ta dựa theo nơi đánh dấu trên bản đồ đến được khoảnh đất trống trong rừng thì có thể chờ ở đó cho đến khi người trong Kiếm Cát xuất hiện, hoặc là chúng ta có thể từ từ tìm, cũng có thể sẽ tìm được. Nhưng mà vấn đề là mỗi lần trên bản đồ đánh dấu đều ở một nơi khác nhau, khoảng đất trống được đánh dấu cũng đều khác nhau. Những người trong Kiếm Cát quả thực rất cẩn thận. Vả lại bản đồ và mảnh gỗ 7 năm trước đã không còn thấy nữa. Không còn thấy nữa. Vì ý của Quỳnh muốn nói có thể người trong Kiếm Cát đã không còn ai nữa. Mặc dù ta là người gác cửa của Kiếm Cát, nhưng mà con đường đến Kiếm Cát ta thật sự không biết, và cũng chưa hề tới đó. Sơn cốc này chính là nơi gần nhất với Kiếm Cát. Ta nghĩ ở đây chúng ta có thể tìm được một số manh mối. Chúng ta tìm thử xem. Đã tìm hết rồi nhưng không thấy ai cả. Kế hoạch của chúng ta chu đáo như vậy, không ngờ bọn chúng vẫn có thể chạy thoát được. Vậy giờ Đốc Thảo đại nhân tính sau đây. Không sao. Tuy là hắn đã chạy thoát, nhưng mà ta đã tìm được xào quyệt của hắn. Ta không tin là hắn không để lại bất kỳ manh mối nào. Chúng ta lại đi trước, từ từ mà tìm. Kim Đại Hiệp lại đây. Huynh lên đây mà xem. Chuyện gì vậy hả? Huynh xem đi, chúng ta có manh mối rồi. Ở đây, còn ở đây nữa. Tất cả mọi địa điểm đều nằm trong phạm vi 100 dặm xung quanh ở khu rừng này đều hướng về theo một hướng, chính là hướng này đây. Nếu chúng ta đi theo hướng này, nhất định sẽ tìm được Kiếm Cát. Hai vị phân tích thật có lý đó. Vậy thì chúng ta xuất phát ngay đi. Được. Lão Phu có một việc hoài nghi trong lòng, không biết có nên hỏi hay không? Không cần giữ lễ tiết. Theo Lão Phu biết, lần này triều đình đến Xuyên Nam là vì muốn tìm cổ thạch đã. Tại sao Mộc Lan thiếu hiệp lại muốn truy sát Kim Tổ Dương cho bằng được? 你的爱永远是心中的秘密，肯定你我永不后悔，为了你我忘掉所有恨与泪，哪怕有家不归，和你走长的路也无所谓，只要让你为我把长剑收回，你的泪不为红颜又为谁，你的泪又为谁，孤独的人有我在红尘中放弃，爱你到天涯都无悔，花开花落不变的事情，情有情事，你是我猜不出是你，花开花落无怨无悔，你是我猜不出的。